Giống như nãy mình nói ha, bên đây là có một sao tao rất là cung cấp cái khả năng hấp thu lực và giúp bàn chân tiếp đất tốt, vì bàn chân này có linh động, có thể là pronated, tức là lật sấp, hoặc là supinated, hay là chúng ta thì lật ngửa. Và một phần nữa là phần cốt cài mát dưới, tức là phần xa của xương mát và bên cài. Như vậy thì mình thấy rằng giữa xương cài và xương mát ở phía trên có cài mát trên, và đây sẽ phần dưới tiếp giáp giữa cái xương cài và xương mát là khớp cài mát dưới. Tóm lại thì chúng ta sẽ thấy rằng khớp cổ chân gồm có ba khớp ha, mình nhắc lại, tức là talonfluorocoid đây, đây subtalatroid, và cái mình gọi là tibiofibulatroid là cái vị trí inferior ở phần dưới. Rồi như vậy chúng ta sẽ thấy cái khớp như vậy thì chúng ta phải nhớ thêm một điểm nữa ở bàn chân, chúng ta phải nhớ về cấu trúc của hệ thống dây chằng. Khớp là vị trí tiếp giáp với hai đầu xương. Dây chằng là gì? Dây chằng là phần nối giữa xương và xương. Nối xương với xương đó là dây chằng. Còn chúng ta sẽ thấy nối cơ và xương thì sẽ là tendon, đó là gân cơ. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhớ ở cái bàn chân sẽ gồm có ba cái phức hợp dây chằng. Thì sẽ còn có cái dây chằng người ta gọi là dây chằng 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 bên, dây chằng delta và dây chằng thớp. Thì chúng ta sẽ thấy đây là những cái dây chằng chính yếu, và chúng ta sẽ nhớ những cái dây chằng bên. Đây gọi là dây chằng mát sinh trước, dây chằng mát sinh sau và mát gót. Rồi, ở đây sẽ gọi là thường người ta sẽ dùng ký hiệu, đây dây chằng mát sinh trước là thường gặp. Ở đây là anterior tibiofibular, anterior talofibular ligament. Đây là cancanous fibular ligament. Và đây là posterior talofibular ligament. Đây là những thuật ngữ chuyên môn mà chúng ta sẽ thường gặp ở những phần sau. Thì như vậy thì chúng ta sẽ trở lại cái phần dây chằng. Đây là chúng ta thấy cái hình ảnh mà chụp nếu mình nhìn thấy cái xương mát. Xương mát có nghĩa là chúng ta chụp từ bên ngoài vào. Nếu chúng ta thấy mình xương chạy có nghĩa là chúng ta chụp từ bên trong. Và chụp từ xương mát thì thấy bên ngoài, thì bên ngoài thì sẽ là xương hợp. Đây là cuboid. Cuboid là xương hợp. Và nếu mà chụp từ bên trong thì mình phân biệt sẽ thấy navicular, đó là cái xương thuyền. Cái bàn chân, trong một cái x-ray của bàn chân á, mình chụp mình chỉ cần nhìn vào đây là mình có thể biết đây là mình chụp từ hướng từ trong. Trong ra thì mình sẽ nhìn thấy khác. Và chụp từ ngoài, đây là chụp từ ngoài, và chụp từ trong. Thì sẽ nhìn thấy ở đây là cái fibula là xương mát. Thì xương mát tiếp giáp với cái phần xương gót thì mình gọi là khớp. Đây là mát gót. Đây là cancanous fibular ligament. Mát gót. Nhưng mà hai cái chính mà chúng ta cần chú ý đó là cái nhánh này nè. Cái nhánh của cái xương mát và xương sơn thì ta gọi là dây chằng mát sinh trước, là anterior talofibular ligament đó. Là dây chằng mát sinh trước là giữa một cái xương mát và xương sơn. Đây là dây chằng mát sinh sau. Ở phía ngoài có ba dây chằng, đây là dây chằng mát gót, mát sinh trước và mát sinh sau. Rồi ở mặt trong tức là chúng cái mặt ở bởi bên trong mà chúng ta chụp từ trong ra đó, chúng ta thấy rằng mình nhìn mình cũng có thể nhớ dai nữa. Mình thấy rằng cái bên này nó còn lại khu vực delta. Khu delta thì nó gồm 4 cái dây chằng, hồi nãy đây có 3 thôi nha. Ở đây có 4 dây chằng. 4 dây chằng mà mình nhìn mắt thường mình cũng thấy là cái hệ thống dây chằng này nè, nó dày hơn, nó chắc hơn và nó cứng chắc hơn. Mình nhìn thấy đây, như vậy thì lát mình cũng có dễ biết là cái vị trí này sẽ ít chấn thương hơn. Cái mặt trong là mặt của cái navicular đó, ít chấn thương hơn là mặt ngoài. Mặt ngoài là cái dây chằng nó ít hơn và dễ bị chấn thương hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái tên gọi nó sẽ là tên của đầu xương. Ví dụ ở đây là xương chày, xương gót sẽ là khớp chày gót. Đây sẽ là chày sinh trước, chày sinh sau, và một cái là chày thuyền. Giữa xương chày và xương thuyền, giữa cái tibio và navicular đó, tibio navicular ligament, thì chúng ta sẽ thấy đây bốn cái xương này nó tạo thành một cái trục giữ ở cái mặt trong của khớp. Và khu vực này ta gọi là khu vực hệ thống dây chằng delta. Cái này tương đối mình nhìn cũng thấy cảm quan thấy nó vững hơn cái này. Rồi. Như vậy chúng ta còn một cái hệ thống dây chằng nữa, đó là dây chằng của cái khớp giữa xương mát và xương chày. Ở xương mát và xương chày thì sẽ có đây nè, anterior tibiofibular ligament, tức là dây chằng của giữa cái xương mát và xương chày ở phía trước. Và đây là posterior tibiofibular ligament, là dây chằng của khớp chày sinh sau.
Như vậy chúng ta cần nhớ là thật ra cần nhớ là chỉ cần nhớ nhiều ấy, nhớ nhiều nó có chín cái này, đây bốn này ha, ở đây ba này và đây hai, chín cái là tham gia vào cái giữ của cái khớp cổ chân. Nhưng mà nếu chúng ta cần nhớ ấy, thì chúng ta chỉ cần nhớ cái phía ngoài là chính, tại vì xác suất bị cái phía ngoài này nhiều hơn này. Và trong ba cái của cái mác fibula này thì mác mác sên trước hay bị nhiều nhất. Thì chúng ta chỉ cần nhớ một cái này nè, cái này là cái chính nè, là dây chằng giữa xương mác và xương sên. À, phía trước thì mình gọi là mác sên trước và anterior ha. Như vậy còn cái mác sên sau và cái mác gót này tương đối cũng bị mà ít bị hơn. Rồi như vậy chúng ta phải nhớ những cái cấu trúc của dây chằng như vậy. Thì khi với cái cơ chế chấn thương thì chúng ta có thể suy đoán và chúng ta đoán được cái vị trí nào bị để chúng ta thăm khám trực tiếp vào cái vùng đó. Đó là chúng ta nhìn trên cái hệ xương thấy rõ, nhưng mà khi mình nhìn ở cái bàn chân bên ngoài, nhìn bàn chân bên ngoài, đây là phía ngoài nhìn vào, tại vì mình thấy đây fibula nè, đây mình thấy tibio, ở đây là cái mắt cá trong ha, gọi là internal malleoli, còn đây là external malleoli, thì mình sẽ thấy rằng cái vị trí của cái mắt cá trong đây thì cái phần mình xích đây nè, à, mình ghi là anterior tablo fibular ligament, tức là cái phần này là cái phần dễ bị chấn thương nhất. Đây là cái dây chằng mát sinh trước thường rất dễ bị chấn thương và đa số bệnh nhân sẽ chấn thương ở khoảng này. Rồi Nguyễn Thanh Nguyên, cái phần chính này là dây chằng delta hồi nãy mình nói đó, gồm có nè dây chằng chày gót, chày sinh sau, chày sinh trước, chày thuyền, nó tương đối vững hơn thì tương đối ít bị hơn. À, tương tự như vậy bên ngoài thì chúng ta thấy cuboid và cái xương hộp nó sẽ nằm vị trí này. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái bong gân ấy, mình gọi là ankle sprain, là một chấn thương thể thao cấp tính phổ biến và chiếm khoảng 14% tổng số chấn thương liên quan đến thể thao. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng trong cái những cái mà phổ biến nhất nữa đó, trong cái cổ chân là phổ biến mà phổ biến nhất trong cổ chân chiếm từ 80 đến 83%, đó là dây chằng bên. Dây chằng bên là bên bên chày hồi nãy mình nói đó, trong đó có anterior fibula, talofibular ligament với lại posterior, với một cái nữa là cancanus. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái dây chằng bên ngoài bên mác thì sẽ dễ bị hơn. Rồi thứ hai là cái dây chằng delta nè, là cái phần mà nãy mình nói là dày lên nó thấy rõ ràng, nó vững đó. Nó chỉ có 6 đến 77% mà ha, tương đối ít gặp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vị trí ở ở delta là ít gặp, và của syndesmotic sprain là của cái mà nãy mình nói là dây chằng của chày mác, chày mác trước và chày mác sau cũng có 7%. Như vậy thì chấn thương cổ chân là thường gặp, nhưng mà trong đó thì cái phức hợp dây chằng bên thường gặp nhất, à, phức hợp dây chằng kinh thường gặp nhất, và cái chấn thương nó thường xảy ra ở khớp dưới sên, mình gọi là subtalatoid, và rắp cái dây chằng mà mình gọi là dây chằng chày sên trước ấy, chúng ta sẽ thường gặp cái thuật ngữ này nhất nè, anterior talofibular ligament, à, đây là dây chằng mác sên trước, dây chằng mác sên trước là thường gặp nhất, tại vì nơi này là cái tải trọng mà thấp nhất trong cái số dây chằng bên của mắt cá chân. Và khi người ta tiếp đất thì nó sẽ rất dễ bị tổn thương của dây chằng mắc sinh trước. Những cái thường gặp nhất đó, được người ta thống kê trên những cái dây chằng mà dây chằng bên đó, thì cái dây chằng mắc sinh trước là thường gặp nhất nè. Rồi đến đến cái dây chằng mà mắc gót là thứ nhì. Rồi sau đó rồi mới tới dây chằng mắc sinh sau. Còn những cái mà tương đối mà ít gặp hơn thì chúng ta có thể thấy một tổn thương của cái phần xương sụn của cái xương sên, hoặc là tổn thương những dây chằng, hoặc là có thể đứt dây chằng luôn của những cái nhóm mà dây chằng giữa, hay là những cái dây chằng trước trước của cái khớp chày 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 mác, và có thể bệnh nhân có thể bị rách rách của những cái đứt gãy xương. Gãy xương thì có thể gãy ở những cái xương mà chúng ta gọi là mắt cá trong, gãy mắt cá trong hoặc là mắt cá ngoài, hoặc có thể gãy của cái phần phần thấp của cái xương xương chày, hoặc có thể gãy xương bàn ngón năm, hoặc là có thể gãy phần trước của cái xương gót chân, hoặc là gãy phần bên của xương sên, hoặc là gãy phần sau của xương sên, hoặc là có thể bệnh nhân bị có một số trường hợp có thể bị trật hoặc rách gân, đứt gân, vân vân. Đôi khi ở trẻ em thì có một trường hợp mình gọi là gãy cành khô, gãy cành tươi á, giống như là gãy cái cây tươi đó, thì chúng ta sẽ có thể gặp một số trường hợp, và có thể trường hợp gặp một số trường hợp như là
bông gân của cái khớp chày chày sinh trước và chày sinh sau, hoặc là một số trường hợp như là taxocongulation là chúng ta gặp bình thường. Nếu anh chị em nào mà chơi môn tennis đó, thì mình sẽ thấy gần đây mình thấy là Nadal nó bị chấn thương, rồi Dominic Thiem bị chấn thương, là họ bị cái dạng này, cái dạng bị taxocongulation. Coagulation tức là mình nhân bị giữa những cái chuỗi xương mà nãy mình nói đó, cái chuỗi xương mà trong cái đây những chuỗi xương, thì cấu trúc của xương thì mình thấy rằng cấu trúc của xương chày, xương mát, xương sơn, talus, cancanus, cuboid, rồi cuneiform, xương kem ngoài trong giữa và metatarsal, thì những người mà bị như vậy họ có một cái dị tật tức là từ hai xương trở lên đây, cái khớp họ không có bình thường như là cái khớp của người bình thường, đưa đến cái cấu trúc xương của họ đó nó sắp xếp không có như một cái bình thường, thì họ di chuyển họ dễ bị đau. Thì hai vận động viên mà nổi tiếng đó, họ bị cái tình trạng mà như hồi nãy mình vừa nói đó, đây là một cái nó gọi là taxocoagulation. Như vậy thì trong những cái yếu tố mà nguy cơ, nó gồm có yếu tố nội tại, rồi yếu tố về tiểu xuất thần kinh cơ và sự ổn định tư thế, có thể là những cái chấn thương, bệnh nhân có chấn thương cổ chân trước rồi thì họ sẽ dễ bị hơn. Một số bệnh nhân đi mà cái giày mà có cái, chúng ta thấy có một số giày mà họ làm cái lỗ thoát khí ở phía sau đó, nó cũng dễ làm tăng cái nguy cơ bị chấn thương. Hoặc là trước khi thi đấu họ không có làm nóng được đầy đủ thì họ cũng sẽ rất là dễ bị. Một số các đề xuất về khám những cái chân đó, thì khám cái chân thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nắm vững được về cái cấu trúc của cái xương, chúng ta nhớ lại thôi, chúng ta chỉ coi lại, thật ra cái này cũng đơn giản, mình chỉ cần coi lại cái cấu trúc giải phẫu học, rồi mình coi lại cái những đầu quám của những cái gân, thì chúng ta sẽ có những cái thăm khám. Mình chỉ cần nhớ cấu trúc giải phẫu với cấu trúc gân thì tự nhiên mình suy đoán ra cái phần khám thôi ha. Thì chúng ta có thể khám, chúng ta có thể quan sát họ ở tư thế đứng, ở tư thế nằm, mình làm cho họ gập gan, gập mu bàn chân, rồi mình inversion tức là nó hay gọi là lật trong lật ngoài đó. Để chút xíu tôi sẽ nói về thuật ngữ này chút xíu, gọi là lật lật sắp lật ngửa đó. Hoặc là họ là mình có thể là cho họ cử động những cái chân mà thụ động như là mình gập mu bàn chân, gập gan bàn chân, rồi lật sắp lật ngửa, rồi dùng những cái kháng lực lại khi mà họ lật sắp lật ngửa vân vân. Hoặc là mình cho những cái test mà chức năng như họ dùng những cái lunge test là mình cho họ đứng trùng chân, tư thế trùng chân để họ chịu cái sức. Hoặc là hopping, mình cho họ nhảy lên, rồi có thể sờ những phần xa, phần gần, vân vân, những cái phần mắt cá trong, rồi những cái dây chằng chúng ta cũng có thể sờ được. Dây chằng này nó nông lắm, cũng thể dùng tay để sờ được những hệ thống dây chằng, chúng ta định vị được nó trên cái bàn chân của mình thì chúng ta cũng có thể sờ được, hoặc là sờ được những vị trí mà thí dụ như xương bàn đốt ngón năm, hay là những cái phần mặt khớp, những cái phần nào ở nông mà chúng ta sờ được, thậm chí cái sinus tasis, cái xoang mà nãy mình nói là xoang của bàn chân, xoang tasis nó của cái lõm của cái xương sơn đó, chúng ta cũng có thể sờ được. Và chúng ta sẽ dùng những cái test để nghe khám, test những cái test ngăn kéo, hay những test về cảm thụ bản thể vân vân. Chúng ta khám cái bàn chân. Ở dưới đây có một số hình ảnh minh họa để chúng ta khám bàn chân. Thực ra khám bàn chân này nó không có khó. Khám bàn chân này nó chỉ cần mình dở sách giải phẫu ra để mình nhớ những cái cấu trúc về xương của bàn chân, mình thấy được cái vị trí của cái những hệ thống dây chằng là chúng ta khám được. Ta khám rất là đơn giản, ta suy luận ra mình khám cũng được. Đó là những cái người ta sẽ khám những cái dây chằng của những cái để mình nuôi chấn thương của dây chằng. Chúng ta khám những dây chằng của phần rìu ngoài. Thí dụ mình thấy mình biết cái mũi tên đây, ở đây là dây chằng, thì mình thấy vị trí đây là mắt cá ngoài, như vậy thì sẽ là đây là xương chày, ở dưới xương chày thì phải là xương sên. Nếu ta muốn dùng cái lực kéo, chúng ta giả sử chúng ta muốn khám cái chân có tổn thương dây chằng nào thì chúng ta chỉ cần kéo thôi. Chứ giả sử giờ mình muốn khám cái dây chằng của cái mắt sinh trước đi, thì chúng ta sẽ ấn dọc cái mắt sinh trước thôi, mà chúng ta làm những người pháp căng nó lên. Muốn căng lên thì một tay người ta giữ ở cái vị trí xương chày và xương mát này, nó chạy xương mát và chúng ta kéo. Chúng ta giữ cái này thì chúng ta cố định một phần của cái xương chày và xương mát, như vậy thì chúng ta kéo thì chỉ trượt được những phần nào chúng ta không giữ, thì gồm có một phần của xương sên. Vì xương sên talus này nó nằm ở trong cái mình gọi là talorubricoid, nó nằm trong cái mỏng đây nè. Còn ở đây là kéo cái xương gót. Cái xương gót thì kéo ra thì nó sẽ căng cái gân này lên. Cái chuyện cũng đơn giản, ta tự suy luận cũng được. Ra những cái test này thì chúng ta chỉ cần họ ghi thì rất là nhiều vậy thôi, nhưng mà thật ra mình có thể tự suy luận để mình kéo thôi. Rất là đơn giản. Thí dụ mình sẽ thấy đây, những cái mình gọi là
khám những cái khớp của cái hiện tượng họ nghiêng cái talus lên, gọi là tala tala talabon, tức là talus bone. Thì ở đây mình sẽ nhìn, mình tự suy luận ra thôi. Ví dụ giả sử bây giờ tôi nhìn đây là xương 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 mát, tôi muốn khám căng cái xương, cái dây chằng bám vào xương mát, thì gồm có mắt, đây là mắt 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 xương trước, mắt xương sau, thì chúng tôi chỉ cần làm cái mình kéo căng nó lên thôi, một tay mình giữ lại cái đầu trên của xương chày xương mát, và muốn kéo cái xương nào, ví dụ chúng ta đưa cái chân đẩy vào trong, thì chúng ta kéo căng cái này, và chúng ta làm ngược lại, tức là chúng ta căng những cái nhóm gân bên trong, ví dụ căng của nhóm delta thì chúng ta làm lật cái chân ngược lại, mình gọi là pronated, tức là supinated á. Ví dụ ở cái thuật ngữ này tôi muốn nói để chúng ta sử dụng cho nó quen, vì lý do là mình sẽ thấy trong một số tài liệu chúng ta đọc mấy bàn chân lật trong, bàn chân lật ngoài. Thật ra lật trong lật ngoài rất dễ lầm lẫn. Ví dụ cái tay, ví dụ cái tay này chúng ta lật vậy nha, chúng ta nhìn tay lật vậy, giờ giờ lật trong hay lật ngoài, có người nói về lật trong, người nói lật ngoài, nhưng mà tùy theo cái điểm móc thôi. Nếu ta tính là cái móc là cái ở cái plantar area thì vậy là lật lật trong, nhưng mà tính cái dorsal thì sẽ là lật ngoài. Ta nói cái từ mà lật trong lật ngoài á, họ dùng cái từ là eversion với là inversion strain á, nó rất là dễ lẫn lộn. Ta nói thường mà eversion có nghĩa là chịu sức vô cái bờ trong này nè. À, cái này là chịu sức bờ trong, thì thường chúng ta nên dùng thuật ngữ là pronation, tức là lật sấp. Mình dùng lật sấp là không có lộn, nó không có lầm lẫn được. Nên là thường thường chúng ta ít dùng eversion, chúng ta sẽ dùng là tăng tốc hơi lộn eversion mà, và đặc biệt là ít khi nào mà dùng cái từ lật sấp, lật trong lật ngoài lắm. Nói như vậy là cái học viên đó, khi chúng tôi huấn luyện học viên họ hay hay lẫn lộn lắm, người thì là lật trong lật ngoài, rồi nói dài quá nói là chịu sức bờ trong, chịu sức bờ trong cũng được, nhưng mà nói câu đó nó dài quá. Đã thay vì mình nói chịu sức vào trong thì mình nói là lật sấp đi ha, mình dùng cái thuật ngữ chuyên môn mình cứ là pronated foot, là pronated pronation thì đương nhiên là lật sấp rồi, còn nếu là supination tức là lật ngửa, nếu ta nếu dùng thuật ngữ mà lật ngửa lật sấp thì nó sẽ ít ít có lầm lẫn hơn là lật trong lật ngoài, còn nếu không thì chúng ta nhớ luôn cái này có thể là chịu sức vào trong là eversion, hay là chịu sức vào ngoài sẽ là eversion. Và khi mà chúng ta đã nhớ được cái cấu trúc của bữa xương mà nhớ được cấu trúc của cái dây chằng thì đương nhiên là chúng ta tự suy luận ra. Thí dụ bây giờ bệnh nhân chịu sức ra cái bờ bờ ngoài, tức là inversion strain đó, thì đương nhiên là cái dây chằng ở đây nó phải bị căng, như vậy thì tổn thương sẽ là dây chằng của dây chằng bên bên mát. Ở bên mát thì có ba dây chằng, hồi nãy mình nói ba chằng thì cái dây chằng là cái mắt xương trước sẽ bị ảnh hưởng, mắt xương trước ảnh hưởng chút xíu nó sẽ có cái hình để ông thấy tại sao cái mắt xương trước nó bị ảnh hưởng nhiều hơn, thì chút xíu mình sẽ coi, nhưng mà cái nó sẽ bị căng nhiều hơn là cái dây chằng mắt đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng hồi nãy mình nói đó 80% là tổn thương của dây chằng bên, dùng bên tức là mình gọi là lateral đó ha, còn bên trong người ta hay dùng thuật ngữ chuyên môn là median, chữ M đó, median. Thì như vậy ta thấy rằng bông dây chằng bên thì thường những cái động tác khi người ta nhảy xuống thường mình thấy một cái tư thế tiếp đất chứ, khi va chạm thường đa số người ta tiếp đất ở cái tư thế là mình gọi là tư thế supinated nhiều hơn là cái bằng chân lật ngửa ra, chứ hiếm, cũng có trường hợp lật sấp nhưng mà thường khi mà rất tự nhiên xuống đó là thường họ hay bật cái chân lên là ngửa cái bàn chân ra, và thường thường lúc đó thì nó sẽ tổn thương cái hệ thống chúng ta hệ thống là dây chằng bên của bên bên mình gọi là bên bên mát đó. Đôi khi cũng xảy ra khi người chơi tiếp đất trên chân của một đối thủ khác, chúng ta nhìn lên đây chúng ta thấy cái hình ảnh này, đây cái chân của một cái bệnh thủ này là hình ảnh là mình gọi là supinated, tức là bệnh chân bị lật ngửa đó, sao mà chịu sức ra cái bờ ngoài. Như vậy thì ở đây cũng vậy nè, hình này bị rất là dữ nè, nên chúng ta thấy cái bàn chân bệnh nhân, cái người chơi bóng rổ này, cái bàn chân bị tổn thương rất là nhiều, làm như muốn biến dạng cái cổ chân luôn ở cái tư thế mà chúng ta thấy tư thế là lật ngửa. Hầu hết những cái bàn chân chúng ta thấy tiếp xúc khi mà bệnh nhân bị chấn thương ở tư thế lật ngửa. Như vậy thì cái bông gân cổ chân bên, tức là mình bên bên mình gọi là bên bên mát đó, trong cái động tác lật ngửa mình gọi eversion hay gọi là lật ngửa đó là supination đó, nó đột ngột và nhanh ở tư thế trên 70 độ, vì thế gập gan bàn chân gọi là plantar flexion, còn gập mu thì gọi là dorsiflexion, từ 10 đến 35 độ. Và đương nhiên là từ với cái cơ chế như vậy nãy chúng ta thấy rằng nó tổn thương cái dây chằng, mình gọi là dây chằng mát xương trước. Mát xương trước sẽ bị trước hơn là của dây mát gót, vì cái dây mắt xên này nó sẽ bị căng không cái thứ gặp bàn chân nhiều hơn. Chúng ta sẽ nói chút xíu là coi cái hình tại sao cái dây chằng mắt xên trước nó hay bị hơn mắt gót, và thường là những trường hợp mà mắt gót riêng lẻ hay là dây chằng mà mắt xên sau thì riêng lẻ thì hiếm hiếm gặp hơn.
tình trạng rách hoàn toàn của phức hợp dây chằng bên không thường xuyên xảy ra. Không thường xuyên tức là nó cũng xảy ra nhưng mà ở cái tần số hơn. Nếu mà bị rứt hoàn toàn có nghĩa là bị tổn thương hết cả ba dây chằng, cả cái mắt sen trước, mắt sen sau và cả luôn cái dây chằng mắt gót. Nhìn trên cái hình này chúng ta sẽ thấy cái vị trí mà mình sẽ thấy rằng cái dây chằng mắt mắt sen trước nè, đây là nó sẽ bị dễ hơn là vì nó cái động tác mà tiếp đất nó sẽ căng cái dây chằng này đứt đây, và cái tư thế mỗi dây chằng mắt gót này thấy trùng, thấy trùng thì đương nhiên là sẽ ít bị hơn. Về mức độ thì người ta có nhiều mức độ, ví dụ tổn thương của dây chằng nó có nhiều mức độ. Ví dụ nếu là tổn thương của dây chằng mắt mắt sinh trước á, nó chỉ bị kéo giãn thôi, mà nó kéo giãn nhưng mà nó không có rách thì người ta gọi là mức độ 1. Ở mức độ trung bình tức là có một cái tổn thương của dây chằng bên, nó cũng có một rách, rách một phần hoặc rách hoàn toàn của cái dây chằng mắt sinh trước. Còn nếu mà rách toàn bộ dây chằng mắt sinh trước kèm với rách của dây chằng mắt đó thì ta gọi là mức độ 3 của cổ chân. Về vấn đề điều trị thì việc xử lý các chấn thương dây chằng bên, tất cả các mức độ thì dù là mức độ 1, 2, 3 gì đó thì cũng phải xử lý theo nguyên tắc giống nhau. Đầu tiên là những xử lý ban đầu đó nha, chứ còn thường thì khi mà thấy rằng ở những mức độ mà 1, 2 đó chúng ta điều trị bảo tồn, nhưng mà thường đa số mức độ 3 tức là đứt hoàn toàn rồi. Đứt hoàn toàn rồi thì thường là đa số các vận động viên mà để phục hồi được cái phong độ cũ của họ đó, hầu hết họ phải phẫu thuật để tái tạo dây chằng, tại vì nếu nó không thì chúng ta sẽ khó trở lại cái phong độ bình thường. Nhưng mà dầu có phẫu thuật hay không thì trước mắt là để cái mục đích của ta cũng hay là giảm thiểu cái xuất huyết ban đầu và giảm đau. Bây giờ chúng ta mới bị chấn thương thì cũng phải là giảm cái xuất huyết và giảm đau cho bệnh nhân, để từ đó mình từ từ mình khôi phục phong độ khớp, rồi khôi phục sức cơ, rồi khôi phục cảm giác cảm thụ bản thể và cho những cái chương trình đặc hiệu cho bệnh nhân. Thì quản lý ban đầu thì cái này chắc cũng thường gặp, hầu hết các anh chị em mình đều biết, đó là cái phương pháp Price, và người ta nếu có dùng chữ P chứ mình gọi Price, và Price thì nó thêm được cái chữ P thôi ha. Chữ P tức là dùng trong những trường hợp đó, tức là protect, rồi đó mình dùng được Price tức là rest, rồi ice, rồi compression, rồi elevation thôi. Còn mình thêm chữ protect có nghĩa là những trường hợp này, những trường hợp bị chấn thương mà bị khá nhiều đó thì chúng ta phải tránh cho những cái tổn thương mà nó nặng hơn. Như vậy thì chúng ta phải dùng những giai đoạn mà chúng ta thường phải dùng nặng để chúng ta đi, nặng chân á, để làm sao chúng ta đi hỏng cái chân đó lên để đừng có bị chấn thương nhiều hơn. Rồi sau đó chúng ta rest tức là chúng ta phải nghỉ ngơi tùy theo cái chấn thương ở mức độ 1, 2, ít hay là nhiều. Chúng ta có thể giai đoạn nghỉ ngơi khác nhau, có thể nghỉ ngơi vài ngày, vài tuần, thậm chí hoặc vài tháng. Rồi ice application tức là chúng ta phải chườm nước đá. Chườm nước đá là mục đích là để cho chúng ta có thể làm cho cái chấn thương mới thì nó sẽ làm co mạch sẽ làm cho đỡ những tình trạng xuất huyết. Tại vì khi một cái tổn thương mà nó bị nhiều đó, nó rách những hệ thống dây chằng thì nó sẽ tổn thương các mạch máu nhỏ và nó sẽ chảy vào các máu vào trong dịch trong các mô kẽ, gọi là các mình gọi là interstitial space, là nó sẽ làm sưng nề lên, swelling ở cái vùng đó. Do đó thì chúng ta sẽ chườm nước đá khoảng chừng 15 cho đến 20 phút mỗi 2 giờ một lần để làm cho giảm đi cái tình trạng mà bệnh nhân bị sưng nề do chảy dịch vào trong những cái khoang mô kẽ, và đồng thời nó cũng thể làm cho bệnh nhân đỡ co thắt cơ và bệnh nhân cũng sẽ đỡ đau. Sau đó chúng ta dùng compression tức là một cái áp lực, dùng những cái băng ép lại để đến tránh phù nề, đó là những cái băng ép tức là tránh phù nề vô cái cổng mô kẽ như nãy người vừa trình bày. Và elevation tức là chúng ta sẽ nhấc chân cao lên. Nhấc chân cao lên cũng mục đích là tránh những cái tình trạng tụ dịch ở phía dưới, nó là contraction hay là nó làm tăng cái áp lực thủy tĩnh để làm cho cái chân bị sưng nề. Mỗi cái mục tiêu của chúng ta là làm cho chân chúng ta bớt sưng. Như vậy thì chúng ta ngoài những cái chườm đá vân vân, chúng ta đôi khi có thể dùng những cái thuốc giảm đau, hoặc là những cái loại kháng viêm non steroid, là các NSAID chúng ta sử dụng, có thể dùng loại nào cũng được. Nếu mà nên không đau dạ dày thì chúng ta sẽ dùng những cái chế cấp 1, cấp 2 như là piroxicam, ibuprofen, naproxen hay là diclofenac, sulindac vân vân, có nhiều loại. Còn nếu bệnh nhân có ảnh hưởng dạ dày thì mình có thể dùng những loại như là celecoxib hay là meloxicam vân vân, thì chúng ta có thể dùng những cái NSAID cho bệnh nhân. Rồi quản lý ban đầu thì sẽ gồm có những cái chúng ta phải làm sao cho những cái khôi phục được cái tầm độ của khớp. Và chúng ta sẽ thấy rằng thường là trong 24 giờ đầu thì không nên chịu sức, và chúng ta sẽ đi nặng không nên chịu sức.
Và từ từ khi ổn định chúng ta xỉu trước một phần và tư thế đi. Cứ đây chúng ta sẽ là tư thế gót chân ngón chân bình thường. Có nghĩa là đi những một cái là normal gait. Tức là thường chúng ta thể đi bằng gót chân không. Hoặc là nó gọi là đi bằng gót chân hoặc là đi bằng ngón chân không. Và khi chúng ta đi gót chân ngón chân có nghĩa là đi như cái thì bình thường ở stand train thì gót chân chạm đất rồi bàn chân chạm đất rồi nhón gót rồi bắt đầu đưa chân lên để bắt đầu một cái thì khác của swing train chuyển qua swing và qua stand train. Và thứ hai là tư thế lunge nó là trùng chân và mình kéo giãn nhẹ nhàng những cái khớp cổ chân. Cổ chân gồm có cái talo glutoid ha, rồi kéo giãn cái subtalagoid và cái sinesmotic tức là những cái khớp của giữa bàn chân. Rồi khi mà chúng ta thấy mà bệnh nhân đau giảm rồi đó, mình chỉ định những cái bài động mà một số cái bài tập vận động tích cực như là cho bệnh nhân đạp xe. Và thường là chúng ta thấy ra một số hình ảnh chúng ta muốn cử động, chúng ta muốn cho cái vận động của cái khớp của cổ chân ở cái tư thế mình gọi là ankle dorsiflexion, tức là chúng ta cho bệnh nhân gập cái mu bàn chân lên. Thì muốn gập mu bàn chân thì chúng ta sẽ một tay chúng ta sẽ giữ cái phần trên, cái phần ở trên mà chúng ta muốn gập cổ chân được á, thì phải cử động đồng thời cả cái cancanus tức là gót chân và cả luôn cái talus tức là cái xương sơn đó. Như vậy thì mình thấy hai cái bàn chân của người ta tay này phải nắm luôn cả bàn chân đó, cắm cả cái bàn chân thì mới làm cái dorsiflexion được một cái tròn bộ. Ở thứ hai nữa là chúng ta có thể eversion nãy mình nói là lật ngửa đó, tức là chịu sức ra cái bờ ngoài đó. Eversion immobilization tức là chúng ta sẽ mobilization là cử động cái tự động lật ngửa. Mà chúng ta biết rằng cái eversion, inversion hay là supination hay là pronation á là do cái hoạt động của khớp xương dưới subtalagoid. Do đó chúng ta sẽ cử động nhẹ nhàng cái khớp dưới xương để cho bệnh nhân bắt đầu có những cái cử động trở lại. Trong đó chúng ta phải lưu ý về những cái bài tập về mạnh cái sức cơ. Mạnh sức cơ thì chúng ta sẽ làm bài tập thông thường, thụ động, rồi chủ động, rồi những bài tập có những cái kháng lực gọi là resistance force để làm sao cho bệnh nhân gặp mu chân, dorsiflexion, rồi gặp gan bàn chân, rồi plantar flexion hay là supinated tức là lật ngửa hay là pronation, lật sắp. Và trong cái tăng tiến dần chúng ta tập cho bằng những hiện tập đề kháng, là chúng ta dùng những cái sợi dây cao su để tập đề kháng, rồi tập mạnh cơ ở tư thế lật sắp với bàn chân gặp gan hoàn toàn, và tập những bài tập chịu trọng lượng, bài tập con thoi, bài tập bắn lắc. Đây là những bài tập thì chúng ta sẽ thấy những cái bài tập của mình đây. Những cái bài tập chúng ta thấy đây, bài tập mà muốn tăng cái kháng lực á là mình gọi là resistance force. Tại vì khi mà mình muốn cho cái chân mình nè nó được tốt á, sức cơ mạnh lên thì phải có kháng lực. Đây là eversion ha, eversion tức là chúng ta lật sắp. Eversion xin lỗi là lật ngửa đó. Eversion là lật ngửa. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái rubber tuyết như là một cái kháng lực để chúng ta sẽ làm cái tập kháng lực cho cái bàn chân. Và chúng ta sẽ thấy ở đây một cái bài tập có những bài tập người ta gọi là subtle exercise, tức là di chuyển như con thoi, hoặc là có những hình ảnh đó là shuffle. Trong thuật ngữ chuyên môn về y học thể thao gọi là shuffle, tức là di chuyển bàn chân mà không có nhấc ra khỏi cái mặt mặt thẳng ở dưới. Còn cái subtle này là di chuyển hình con thoi. Di chuyển hình con thoi thì mình sẽ thấy đây nữa hình ảnh nè. Đây hình ảnh tập luyện là khi bệnh nhân đã khá khá rồi đó, mình di chuyển như hình con thoi qua lại giống như con thoi nó qua lại vậy đó. Và bệnh nhân và cái vận động viên họ đứng trên một cái miếng ván trượt. Khi mà con thoi di chuyển qua lại, chúng ta thấy những bài tập này nè, nó rất nhiều cái động tác và nó giúp cho bệnh nhân rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy cái cơ không phải là chỉ là khi vào lĩnh vực y học thể thao đó, người ta nói là muscle strength là sức cơ. À, giống như chúng tôi có bài tập chúng ta sẽ thấy rằng khi mình dịch một cái tài liệu gọi là muscle power nó bao gồm cái thuật ngữ này, nó mình phải phân biệt. Ví dụ như khi mình thấy là muscle strength tức là sức mạnh của cơ thôi, sức mạnh của cơ thôi, nhưng mà khi mình nói là muscle power tức là cái khả năng mà cái cơ đó thì di chuyển một khối lượng trong cái đơn vị nhất định, trong đơn vị thời gian nhất định, thành ra cái muscle power nó bao gồm rất là nhiều cái tinh túy ở trong đó. Tại vì anh có hai người cùng cái muscle strength tức là sức mạnh cơ của họ bằng nhau, nhưng mà muscle power họ có thể khác nhau. Tại vì muscle power nó bao gồm cả những cái vấn đề, thí dụ như cái tốc độ sử dụng, nó bao gồm cái gọi là sự linh hoạt đó, flexibility, hay là cái agility, sự linh hoạt của cơ để chúng ta có thể sử dụng cái muscle strength trong một cái thời điểm nhất định để đạt được cái hiệu suất tối đa.
thí dụ như tôi nói là thí dụ như là giờ hai vận động viên có sức cơ cũng ngang nhau, nhưng mà những người này, nhưng mà khi mà nhảy nhảy cao đó, sức cơ ngang nhau vậy đó, nhưng mà nhảy cao có người nhảy cao hơn vì họ sử dụng cơ đúng cái thời điểm mà họ bật lên để đưa cái lưng họ qua xà, người kia không không đưa đúng thời điểm, sử dụng một cái thời điểm thích hợp và cái tốc độ thích hợp, nó liên quan tới cả những cái nó gọi là speed, rồi quickly, agility, rồi flexibility, rất là nhiều, thì tổng hợp cái đó mới tạo thành cái gọi là muscle power trong cái lĩnh vực của y học thể thao đó. Người ta nói là tập cái muscle power là chúng ta hơn lúc dịch trong bản thường gọi là sức mạnh, còn sức mạnh cơ là muscle strength, còn còn những cái mà thí dụ là flexibility, agility là sự linh hoạt của cơ, hay là endurance, sức bền của cơ, tất cả những yếu tố đó người ta có thể tập ở trên cái shuttle exercise này, di chuyển về mình muốn giữ được cái thăng bằng này, tập luôn cả balance cái thăng bằng của bệnh nhân, phải điều hợp những cái cơ để giữ được một cái tư thế không bị té, cơ phải gồng lên, vừa tập được muscle strength, vừa được cái muscle endurance, vừa được cái muscle flexibility và cả agility luôn. Chúng ta sẽ thấy tập luôn balance, những cái bài tập shuttle này rất là hữu ích ở giai đoạn tăng tiến, thì nó giữ luôn cả cái cảm giác cảm thụ bản thể của bàn chân, gọi là propionic cái sensation, tức là những cái cảm thụ bản thể của bệnh nhân vận động viên, để người ta không chỉ đơn thuần nói về về sức cơ một cách là tuyệt đối. Và chúng ta thấy rằng những cái kỹ năng này huấn luyện lại cái cảm giác bản thụ bản thể, mình gọi là cái cảm giác mình hay gọi là cảm giác sâu đó, cảm giác nông, tức là light touch trong cái pinprick, hay là những cái cảm giác mà chúng ta propionic, tức là nhận cảm được cái vị thế của mình trong trong không gian ba chiều cũng nhờ cái cảm thụ bản thể này. Và tác động của cái bài tập này chúng ta sẽ tăng cái độ khó lên từ từ, giống như hồi nãy chúng ta thấy chúng ta giữ thăng bằng cho một chân, rồi sau đó sử dụng cái ván trượt, tấm bạt, nhúng là so mini và thực hiện cái hoạt động chức năng giữ thăng bằng. Đây là những hình ảnh mà người ta thấy là khi mình đứng một chân, bắt đầu cho người ta đứng mở mắt, rồi xong người ta nhắm mắt lại, khi người ta nhắm mắt họ phải dùng cái cái cảm giác cảm thụ bản thể cho bệnh nhân, còn họ đứng trên một cái miếng mình gọi là cái rocker, bar, nó giống có những cái phần này nó có cái miếng miếng này nó có cái độ nhún, và bệnh nhân có giữ cái thăng bằng trên độ nhún này, một chân rồi hai chân, rồi làm động tác đưa banh qua đưa lại, rồi thảy banh vô rổ vân vân. Những cái động tác này sẽ được huấn luyện từ từ để cho bệnh nhân, ngoài cái chuyện mà bệnh nhân khôi phục được cái hệ thống dây chằng mình gọi là ligament á, thì bệnh nhân còn khôi phục dần 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 cái muscle strength, khôi phục muscle power, khôi phục luôn cái flexibility, cả endurance và cả balance. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái bài tập chức năng đó thì chúng ta có thể bật nhảy hai chân, nhảy một chân, xoay vặn mình, chạy hình số 8. Và khi bệnh nhân không còn đau rồi đó, thì chúng ta bắt đầu cho bệnh nhân tập những bài tập tăng tiến từ từ, cho hết cái range of motion, hết tầm độ của họ. Và đồng thời mình có thể là tập những bài tập để những cái cảm giác mình gọi là cảm thụ bản thể. Rồi sau đó từ 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 chúng ta mới huấn luyện lại kỹ thuật chuyên biệt, ví dụ như vận động viên bóng rổ, vận viên tennis, chúng ta huấn luyện lại những cái kỹ năng đặc biệt của những cái môn thể thao của họ. Và đây là những bài tập hopping, tức là chúng ta nhảy cho bệnh nhân nhảy, nhảy một chân, nhảy hai chân, nhảy gần, nhảy xa, hay là chạy theo những hình số 8 trên những cái chóp chóp điểm mà chúng ta đặt cố định để cho bệnh nhân, hoặc là mình lunge, hoặc là mình chạy shuttle cũng được, shuttle chạy chạy không di chuyển ngang qua lại mà không nhấc chân lên, để tập cái độ linh hoạt của bàn chân. Và cuối cùng là cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói là vấn đề để trẻ lại bệnh nhân để thể thao. Bệnh nhân thể thao có mong muốn của người ta là trở lại cái vận động thể thao, và khi nào thì được phép? Được phép khi đầu tiên là chúng ta phải thực hiện cái bài tập chức năng không đau. Đầu tiên là chúng ta thấy thực hiện chức năng không đau, và những bệnh những chấn thương mà nặng đó, tương đối nặng đó, ví dụ nãy tôi nói mức độ dây chằng, tổn thương dây chằng, sprain đó, ligament sprain, lateral ligament sprain, thì nó có dạng, ví dụ ở mức độ 1 thì chúng ta có thể từng 4 tuần, 6 tuần có thể là bệnh nhân trở lại thi đấu. Nhưng mà mức độ 2 tức là bệnh nhân có rách một phần của cái dây chằng rồi sưng nề thì phải là từng 8 tuần. Và thường là nếu mà bệnh nhân mà bị nặng luôn nha, bị một cái rupture, total rupture, có thể 8 tháng sau bệnh nhân mới thể trở lại thi đấu được. Và những cái trường hợp tùy theo những chấn thương cho từng thời gian cụ thể, còn thấy rằng những cái chấn thương cao thì phải từ 6 đến 12 tháng. À, chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp hỗ trợ bên ngoài là băng nẹp để cho bệnh nhân giảm cái nguy cơ tái phát sau khi những cái chấn thương ban đầu. Băng nẹp thì cũng có nhiều nhiều loại băng nẹp, và chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta cũng phải biết những cái loại băng nẹp, và chúng ta thường có những cái phương pháp, ví dụ thường nói chung là chúng ta chỉ cần biết cái nguyên tắc thôi thì mình có thể suy đoán được nhiều.
nó không cụ thể. Thường thường mình huấn luyện mà nó cụ thể là bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, thường là bệnh nhân sẽ hay quên, và là thậm chí người 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 ta hay quên lắm. Chúng ta chỉ cần biết cái cơ chế rõ ràng của nó, ví dụ biết chúng ta cần làm cái gì, mục tiêu là cái gì, và chúng ta sẽ có thể làm được chính xác. Những cái loại mà phương pháp dùng băng thì nó có loại Starrock hay là Hilox hay là hình số tháo số tám á. Mình sẽ thấy rằng cái phương pháp mà băng treo phá gối, chúng ta sẽ có cái hình này chút xíu. Những cái mà những hình này chúng ta có thể hình nè, ví dụ mình muốn làm cái băng mà bị băng treo là gì, để giảm sức xuống cái lực chính ở cái cancanous bone. Khi nào mà bị của cái cancanous thì chúng ta chỉ cài cái stirrup được rồi. Ví dụ giả sử bệnh nhân bị tổn thương cái dây chằng mát gót hay là chài gót, thì chúng ta dùng cái stirrup này là chúng ta băng. Chúng ta thấy rằng các anh em nào mà hay coi tennis đó, bởi thế bệnh nhân đang 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 thi đấu, cái bị chấn thương đau quá, cái vô xin cái săn sóc y tế, thì cái người mà săn sóc viên của cái vận động viên lên đó, mình sẽ thấy người ta băng cũng cũng dạng này nè. Mình thấy người ta biết băng cái từ cái và băng một cái vòng ở cổ chân, rồi sau đó một cái vòng cổ chân, và họ đi một cái đường dài thẳng từ đây nè, từ bên mặt trong, từ cái mesenchyme vô cái lateral side, một đường vậy thôi, lên xuống, là mình biết là họ dùng để cố định cái dây chằng mà của cái mát gót á, tại vì họ cố định cái xương gót không à. Còn nếu mà họ muốn dùng một cái heel lock luôn á, tức là lock nguyên cái này tổn thương nhiều dây chằng, thì họ cũng dùng cái đó, và tiếp đó họ phải băng nhiều cái cuộn cuộn qua, cuộn theo hình số 8, cuộn theo hình số 6 để chi, để khóa lại, là lock lại luôn, lock cả lên cái mình gọi là sagittal plane á, sagittal plane tức là mặt phẳng trước sau, lock luôn cả cái horizontal plane là coronal đó, tức là cái mặt phẳng trán đó, để làm cho cái sympathetic là lật ngửa lật sấp cũng cũng lóc luôn, tức là mình không có cho luôn cả cái subtalar này, không cử động luôn này, thì lúc đó thì cái băng của mình nó phải quấn vòng ra phía trước, rồi vòng với cổ chân, vòng qua vòng lại cổ chân, rồi sau cùng là cái nhát ra cùng sẽ là khóa luôn cái mặt sau, tức là khóa luôn cả cái không gian ba chiều. Thì cái này là cái cơ chế là mình nhìn là biết là bệnh nhân này tổn thương nhiều 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 nhóm gân, hoặc là một cái hình ảnh hình sinh số 6 thôi, chúng ta cố định ở cái phần những cái gân ở phía sau mà ít cố định ở phía trước, thì chúng ta dùng những cụm cái stirrup và đồng thời cho một cái cuộn hình số 6 vô những cái hình này. Đây là những cái dạng một số cái băng mà chúng ta mẫu, chúng ta thấy là có trên thị trường có sẵn. Và một trong những cái biện pháp mà có thể giúp cho bệnh nhân trở lại bộ viên trở lại là ngoài những cái khôi phục mà nãy mình nói đó, khôi phục sức mạnh của cơ, rồi cái người ta phải nói về cái phương pháp mà huấn luyện thần kinh cơ. Vì huấn luyện thần kinh cơ đó là một cái mục tiêu thiết lập lại những cái hệ thống mà cái phản xạ bệnh nhân, tăng cường lên cái căng cơ và phản xạ để bảo vệ cái cổ chân đó. Trên nguyên tắc á, là bệnh nhân muốn muốn hoàn thành cái chương trình mà đạo chuyên chuyên sâu này nè, phải mất khoảng thời gian từ 8 tuần đến 10 tuần thì mới huấn luyện xong. Tại vì trước đầu thì người ta phải vẫn huấn luyện là phục hồi những cái hoạt động không đau cái đã, làm sao là không đau, tức là tất cả những cái mình gọi là swelling á, swelling nó ổn định hết rồi, rồi bắt đầu người ta sử dụng cái range of motion, cái tầm độ khớp cho ổn, rồi bắt đầu ta mới tính tới cái những cái sức cơ của những cái muscle strength. Thì những cái cơ mà cơ gập mu chân là của anterior tibial flexor đó, cái chạy trước hay gastrocnemius của cái cơ gập gan màng chân, phục hồi sức cơ rồi bắt đầu người ta tính tới những cái vấn đề mà nãy mình nói đó, flexibility, độ linh hoạt, rồi endurance, sức bền, rồi muscle power, rồi cái programming, tất cả những cái đó phối hợp tạo thành một chương trình về huấn luyện thượng cơ. Và bệnh nhân sau khi bệnh nhân hoàn thành từ 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 dần 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 rồi đạt được cái hiệu quả điều trị thì bệnh nhân mới có thể trở lại thi đấu được. Từ đó ta đến kết luận rằng thể dục thể thao mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Thật ra thì chúng ta thấy rằng những cái người mà có thể hoạt động được tốt, có một cái sức khỏe minh mẫn, có một cái hoạt động mà ở cường độ cao, hầu hết là họ có những cái thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi của họ, và thể dục thể thao đem lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên thể dục thể thao cũng sẽ rất dễ gây chấn thương, và chúng ta phải phòng ngừa những chấn thương này tốt nhất để chúng ta như hồi nãy Einstein có nói nha, nhà thông thái, tức là phải phòng ngừa chấn thương đừng xảy ra. Và như vậy đây là một cái vấn đề mà phải nói rằng cũng cũng là cũng là cái nhiệm vụ của ngành phục hồi chức năng của chúng ta, để chúng ta ngoài phục vụ cho những cái bệnh nhân, tức là lâu nay là bệnh nhân đột quỵ, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống, chạy bài não vân vân, thì bây giờ là những cái nhóm bệnh nhân về tim mạch,
những bệnh bệnh phẫu thuật bắt cầu mạch vành, thay van tim, sửa chữa van tim, những bệnh nhân COPD, những bệnh nhân thể thao, những người thể thao chuyên nghiệp và thậm chí những người thể thao không chuyên nghiệp cũng là những đối tượng phục vụ của chúng ta. Và đối với cái phục vụ chúng ta càng ngày càng rộng thì cái sự mở rộng của cái phục vụ chức năng nó chỉ không khu trú thôi. Tới tưởng tượng như cách đây khoảng chừng 20 năm, phục vụ chức năng người ta cứ nghĩ là bác sĩ phục vụ chức năng đồng nghĩa với bác sĩ vật lý trị liệu, thậm chí người ta cứ không phân biệt được một bác sĩ phục vụ chức năng và vật lý trị liệu viên không có khác nhau. Nhưng mà phục vụ chức năng hiện giờ thì cái tầm ảnh hưởng rất là rộng, và nhiệm vụ của chúng ta là người làm trong phục vụ chức năng làm sao cho phục vụ chức năng càng ngày càng lớn mạnh, phục hồi rộng ra những cái mảng mà chúng ta phải đi, và y học thể thao đây là những mảng mà phục hồi chức năng phải đóng góp. Và cũng hy vọng rằng sau này mọi người sẽ cùng chung tay để làm cho cái ngành phục hồi chức năng phát triển tốt hơn, đặc biệt là cái y học thể dục thể thao. Và xin hết cái bài trình bày chúng tôi đến đây là xin hết ạ. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thank you.